Kênh clip đường phố xin kính chào tất cả bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn một lô đất tọa lạc là xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hiện tại mình đang đứng trên trục đường nhựa rộng là 6 m, hướng mà mình đang quay trước mặt là hướng đi ra đầu đường quốc lộ 55 cũng như là ra tới trung tâm xã của Xuyên Mộc, ngã tư ủy ban chợ là tập trung ở cách miếng đất của mình là bán kính khoảng 1 km, 1 đến 1,3 km. Và hiện tại mình đang giới thiệu tới các bạn này một lô đất này. Hiện tại đường điện nhé, đường điện và có nước máy nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy đây là nước máy này. Đây ranh giới từ đây lại đường này. Đấy, trục đường nhựa luôn ha. Ở đường này. Là 19 mét mặt tiền, sau là cạnh này là 45 m, còn cạnh này là 35 m, có 50 m thổ cư. Có 50 m thổ cư. Đây. Và giá là 77 triệu 1 mét anh chị nhá. 77 triệu 1 mét. Đấy, giá ở Xuyên Mộc mà cái giá như thế này là rất là rẻ rồi ha. Bởi vì nó ngay trung tâm xã Xuyên Mộc cũng như là cách thị trấn nó chỉ khoảng 3 đến 4 km và cách biển thì cũng khoảng khoảng 10 km là tới 10 đến 11 km là tới biển Hồ Tràm. Đấy, khu vực này dân cư đông. Đó là đây thì mình rẽ bên tay trái thì khu vực mặt tiền đường dân cư rất là đông. Và khu du lịch của ông Lĩnh là nó nằm ở trong này. Đấy, còn mà đi đường này cũng có resort, cũng có một số resort. Và đường này mình có thể về Bông Trang được ha. Về xã Bông Trang được. Cũng đi sang quốc lộ 55 và ra biển Hồ Cốc và đi hướng này. Còn muốn đi ra tới biển Hồ Tràm thì đi hướng này. Nói chung là đường thông tứ hướng. Và bây giờ mình sẽ ghim vị trí cũng như là cho các bạn xem cái bản đồ quy hoạch của Bà Rịa Vũng Tàu cho anh chị hình dung. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái quy hoạch của Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện tại miếng đất của mình là nó ở vị trí này. Đấy, có thổ cư. Đấy, nó nằm ngay cái vị trí này, có thổ cư. Đấy, đây các bạn nhá. Vị trí này này, vị trí màu hồng này, đối diện thì là không có thổ cư ha. Đối diện miếng đất của mình là không có thổ cư. Và đi lại khoảng 200 mét nữa thôi, và 100 mét nữa là có cái con đường này. Là mình đi vào theo cái con đường này. Thì cái con đường này là trong này có khu du lịch của ông Lĩnh này. Cũng như là đường này mình đi thẳng ra tới đầu đường tỉnh lộ 329 là về xã Hòa Hiệp. Còn là mình muốn đi ra ngoài đầu đường chính như là ở trung tâm của chợ Xuyên Mộc này thì mình đi theo hướng này. Đấy, mình đi theo hướng này ra tới ngã tư chợ Xuyên Mộc ở đây. Thì mình cũng nói rõ luôn, miếng đất của mình đi ra ngoài đầu đường này thì khoảng 500 m. Đấy, vị trí này ra tới đầu đường đây là 500 m. Còn muốn đi ra biển á thì nó rất là gần. Hiện tại thì cái con đường này này là con đường chính từ Tóc Tiên, từ Phước Hòa, Tóc Tiên Phú Mỹ, Phước Hòa sang Đá Bạc, rồi nó sẽ đâm thẳng ra tới quốc lộ 55. Thì hiện tại quốc lộ 55 này là chỉ là cái ngã ba, còn nó có cái con đường quy hoạch là con đường này là sắp tới sẽ làm cái đường ngã tư, nó sẽ đâm thẳng qua, xuyên qua cánh rừng nguyên sinh. Đấy, nó xuyên qua cánh rừng nguyên sinh, nó sẽ đi ra ngoài biển. Thì ra tới bãi biển thì nó là khu du lịch casino ha, cái resort. Đấy, là casino đây.